Phôi bây giờ hiếm quá anh em ạ. Tìm lác cả mắt bên một cây. Cách đây vài tháng mà tôi nhìn thấy cái bé bé này là tôi tha đấy. Trước hết là tôi phải nhổ lên xem nó như nào đã. Bé bé mà bám chắc phết nhở. Nhưng mà với cái đôi tay mà chuyên đi nhổ phôi như tôi thì không thành vấn đề. Nhưng mà sự cố cũng đã xảy ra. Do tôi nhổ nhanh quá cho nên nó bị toạc một ít ở rễ. Nhưng mà thôi không sao. Riêng cây si thì là thuộc dạng quá dễ sống rồi. Về đến nhà một cái là tôi xử lý ngay. Tôi sẽ loại bỏ hết những cái cành mà tôi cho là không cần thiết. Thậm chí là cái đoạn rễ cũng đã bị toạc, tôi cũng xử luôn. Sau khi xử xong thì tôi còn một mẩu thôi anh em ạ. Tiếp đến thì tôi lượm cục đá có cái khe vừa với cái rễ này, nhét vào và dùng dây nhôm để cố định. Tôi cố gắng luồn cái phần rễ của nó theo cái đường rãnh tự nhiên của đá. Rồi tiếp tục dùng một cái sợi dây nhôm nữa để quấn lên cái cành duy nhất mà khi nãy tôi để lại. Giữ hai ngón tay ở phần thân, giữa các đoạn mọc ra ở đầu cành, tôi bẻ gập cả đoạn này xuống. Vì si là một chất liệu rất là dẻo, cho nên là tôi hoàn toàn không sợ gãy. Lần đi dây thứ nhất này thì nó chỉ là một cái bước đệm rất là nhỏ thôi. Tạm thời thì tôi trồng vào chậu nhỏ cho nó sống đã. Sau khi mà cây đã khỏe rồi thì có lẽ là tôi sẽ thay vào cái chậu lớn hơn. Hoặc có lẽ là tôi thả đất luôn để cho cái thân cây phình to ra gấp bội. Từ đó mà tôi sẽ dễ dàng phát triển cái phần chi răm hơn so với cái size siêu mini này. Anh em thấy cái cây này có dáng buồn cười không? Nó chả có tí tay cành nào cả. Thế nhưng mà từ từ, tí nữa tôi sẽ tiết lộ là tôi sẽ làm gì với cái đường thân lố bịch đấy trong tiết mục là tranh biếm họa. Còn bây giờ thì tôi vẫn là nông dân, nhưng mà là nông dân thời đại mới. Chất trồng cho cây cũng phải xịn xò. Với cái loại chất trồng này thì tôi rất là tự tin vì nó rất là nhẹ và sạch. Cái độ phân rã của nó gần như là không có, giúp cho oxy lưu thông ở trong chậu rất là dễ dàng. Từ đó thì cái bộ rễ thoải mái mà phát triển. Đấy, chém gió một tí mà đã xong rồi đây này. Bây giờ thì tôi cho em nó đi tắm. Nhưng mà cũng như bao cây khác về đội của tôi, không tắm thì thôi, đã tắm phải tắm bằng nước nhân sâm cơ. Đã thế khi tắm xong còn được làm thảm diêu nhung nữa. Chắc bởi vì biết là ăn sung mặc sướng thế, cho nên là em nào em đấy béo tốt mẫm mạc và lớn rất là nhanh. Mới uốn dây nhôm một tháng đã lăn hết cả thịt rồi. Chỉ khổ cho mấy cái kéo phải cắt tỉa liên tục. Tắm bằng nước sâm xong thì nó hơi ngọt, cho nên là phải tắm tráng này này. Chỉ sướng cho cái đám diêu nhung này được tắm ké nước sâm của MC. Sửa soạn sạch sẽ để sẵn sàng sung sướng. Làm nông dân xong rồi thì bây giờ tôi mượn Dozemon cái bút họa sĩ để cho cái bút này nó thay tôi vẽ lên cái tương lai của cây si kỳ cục này. Với cái đường thân sẵn có thì tôi phát triển một cái cành duy nhất bay ra bên phải. Dáng này mô tả cái cây mọc trên đỉnh núi, bị gió bão quật gãy cái ngọn, nhưng mà cây nhất định không chết mà từ cái chỗ gãy đó mọc ra một cái ngọn mới phát triển thấp hơn để không bị đi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm. Cái dáng cổ lão của nó khiến cho tôi nảy ra một cái tên là Lão Tử Vườn Mây. Nếu mà anh em thích cái tác phẩm này thì hãy cho tôi một like, một share để tôi có thêm động lực đi nhổ phôi và vẽ tiếp cho anh em xem nhá. Xin chân thành cảm ơn anh em.